Chào tất cả các em. Như các em đã biết, mắt là một bộ phận thu nhận ánh sáng giúp cho con người có thể nhìn thấy được mọi vật xung quanh. Và mắt là một hệ quang học hết sức phức tạp và tinh vi. Thì trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mắt ở phương diện quang học. Bài 31, mắt. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo quang học của mắt. Thì để cho các em tiện theo dõi thì cô sẽ mô tả cấu tạo của mắt từ bên ngoài vào bên trong. Thứ nhất, đó chính là màng giác. Màng giác hay còn gọi là giác mạc là lớp màng cứng trong suốt có tác dụng bảo vệ cho các phần tử phía trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt. Thứ hai, đó chính là thủy dịch. Thủy dịch chính là lớp chất lỏng trong suốt có chiết xuất xấp xỉ bằng chiết xuất của nước. Tiếp theo, đó chính là lòng đen. Ở giữa có một lỗ trống để điều chỉnh chùm ánh sáng đi vào trong mắt và lỗ trống này được gọi là con ngươi. Con ngươi có đường kính thay đổi tự động theo cường độ của chùm sáng. Đi vào trong nữa đó chính là thể thủy tinh, là khối chất đặc trong suốt giống như thạch, có hình dạng như một thấu kính hai mặt lồi. Đi vào nữa đó chính là dịch thủy tinh, là lớp chất lỏng giống như chất keo loãng, lấp đầy nhãn cầu phía sau thể thủy tinh. Cuối cùng đó chính là màng lưới. Màng lưới có một chỗ rất nhỏ màu vàng, là nơi cảm nhận được ánh sáng nhẹ nhất, được gọi là điểm vàng. Ở màng lưới thì có một vị trí, đó chính là vị trí các sợi dây thần kinh đi vào nhãn cầu. Và tại vị trí này thì màng lưới không nhạy cảm với ánh sáng, đó được gọi là điểm mù. Như vậy, mắt tương đương như một thấu kính hội tụ và hoạt động như máy ảnh, có thấu kính mắt đóng vai trò như vật kính và màng lưới có vai trò như phim. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự điều tiết của mắt. Thì điều tiết của mắt là một hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật cách mắt những khoảng cách khác nhau vẫn thu được ở màng lưới, chính là ở điểm vàng. Như vậy, khi mắt ở trạng thái không điều tiết thì tiêu cự của mắt là lớn nhất, ứng với F là mắt. Và khi cơ mắt co bóp tối đa, tức là mắt ở trạng thái điều tiết tối đa và tiêu cự của mắt lúc này là nhỏ nhất, F min. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm về điểm cực viễn và điểm cực cận. Giả sử ta ký hiệu mắt bằng một thấu kính hội tụ như hình vẽ, thì điểm xa nhất mà mắt nhìn thấy được người ta ký hiệu là điểm cực viễn CV. Và điểm gần nhất mà mắt nhìn thấy được là điểm cực cận CC. V là điểm vàng. Và khoảng nhìn rõ chính là khoảng CV, CC. Nếu ta đặt vật trong khoảng này thì mắt ta sẽ nhìn rõ ảnh của vật. Và OCC được gọi là khoảng cực cận, OCV được gọi là khoảng cực viễn. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về năng suất phân ly của mắt. Để mắt phân biệt được hai điểm A và B thì góc trông vật không thể nhỏ hơn một giá trị tối thiểu nào đó, gọi là năng suất phân ly epsilon bằng alpha min và chính bằng 1 phút. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là các tật của mắt. Ở đây cô có một bảng tóm tắt lại các tật của mắt. Đầu tiên đó chính là mắt cận. Đặc điểm của mắt cận đó chính là OCV là hữu hạn, tức là ta không thể nhìn thấy một vật ở vô cùng được, mà chúng ta chỉ nhìn thấy một vật ở một khoảng cách hữu hạn. Và điểm cực cận CC là gần mắt hơn bình thường. Với mắt bình thường là điểm CC khoảng 25 cm. Như vậy, đối với mắt cận là CC sẽ nhỏ hơn 25 cm. Và cách khắc phục ở mắt cận là chúng ta sẽ đeo một kính phân kỳ có tiêu cự của thấu kính chính bằng là trừ OCV khi ta đeo kính sát mắt. Đối với mắt viễn thì đặc điểm của nó chính là nhìn được vật ở xa nhưng phải điều tiết, và điểm cực cận thì lại xa hơn bình thường. Tức là với người bị viễn thì chúng ta chỉ nhìn được xa mà không nhìn được gần. Và F mắt lớn hơn OV, với V chính là điểm vàng. Cách khắc phục đối với mắt viễn là chúng ta sẽ đeo một kính hội tụ. Còn đối với mắt lão
Mất não là hầu hết tất cả mọi người kể từ tuổi trung niên thì khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh trở nên cứng hơn. Chính vì vậy nên là điểm cực cận là rời xa mắt hơn bình thường. Và chúng ta không nên coi mất não chính là mất viễn, bởi vì là các mắt không tật, mắt cận hay mắt viễn là khi lớn tuổi đều có thể mắc thêm tật là lão thị. Và để khắc phục được tật lão thị thì người ta đeo kính hội tụ. Các em chú ý rằng là một số người thì bị cận hồi trẻ, khi già mắc thêm là mắt lão thì thường phải đeo kính phân kỳ là để nhìn được xa và đeo kính hội tụ để nhìn được gần. Ở ngoài thực tế đó chính là việc đeo kính áp tròng. Cuối cùng là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hiện tượng lưu ảnh của mắt. Hiện tượng lưu ảnh chính là hiện tượng mà mắt ta vẫn còn nhìn thấy vật trong khoảng 1 phần 10 giây, mặc dù ảnh của vật không còn được tạo ra trên màng lưới. Và nhờ hiện tượng này mà mắt ta có thể nhìn thấy các ảnh trên màn ảnh chiếu phim, trên màn ảnh TV là các hình chuyển động. Cuối cùng chúng ta sẽ đi làm một số bài tập vận dụng trong sách giáo khoa. Bài số 6, 7, 8 sử dụng các ký hiệu 1. Mắt bình thường khi về già, 2. Mắt cận, 3. Mắt viễn. Với câu hỏi bài tập số 6 như sau: mắt loại nào có điểm cực viễn CV ở vô cực? Thì chắc chắn là đáp án A, 1, mắt bình thường khi về già. Bởi vì khi về già thì người ta chỉ mắc thêm tật đó là mắt lão, người ta không nhìn được vật gần, còn điểm cực viễn vẫn là ở vô cực. Tiếp theo, bài số 7 là mắt loại nào có F mắt lớn hơn OV? Thì các em vừa dựa vào bảng tóm tắt ta thấy chính là đó chính là mắt viễn, đáp án C. Bài số 8, mắt loại nào phải đeo kính hội tụ? Thì đáp án đó chính là đáp án thứ nhất là mắt bình thường khi về già và mắt viễn, bởi vì hai mắt loại 1 và 3 là đều không thể nhìn được các vật ở gần và chúng ta phải đeo thêm kính hội tụ để nhìn được các vật ở gần. Bài tập tiếp theo là bài tập số 9, sách giáo khoa trang 203. Mắt của một người có điểm cực viễn CV cách mắt 50 cm, hỏi mắt bị tật gì? Muốn nhìn vật ở vô cực và không điều tiết thì người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ là bao nhiêu? Câu hỏi C là điểm CC cách mắt 10 cm. Khi ta đeo kính ở câu B thì mắt sẽ nhìn thấy điểm gần nhất là bao nhiêu? Thì để làm được bài tập này các em chú ý như sau. Đối với câu A thì ta thấy rằng là ở mắt người này có điểm là CV là hữu hạn, chỉ là 50 cm chứ không phải là vô cùng, chứng tỏ mắt của người này bị tật cận thị. Tiếp theo là câu hỏi B. Ở câu hỏi B người ta hỏi như sau: muốn nhìn thấy vật ở vô cực mà không điều tiết thì mắt phải đeo thêm một kính có tiêu cự là bao nhiêu? Thì để trả lời được cho câu hỏi này thì các em cần phải viết được sơ đồ tạo ảnh. Thì ở đây ta có như sau: vật đang ở vô cực thì qua kính là màu đỏ. Với tiêu cự là F kính, ta sẽ thu được ảnh rơi vào điểm CV. Và khi mà ảnh đã rơi vào điểm CV thì nó đóng vai trò như vật đối với mắt. Mắt người này sẽ nhìn thấy được và ảnh sẽ rơi đúng điểm vàng. Tuy nhiên, các em phải chú ý rằng là ảnh này chính là ảnh ảo. Thì các em cần phải viết công thức cấu kính cho sơ đồ thứ nhất đối với kính. Thì ở đây, khoảng cách từ vật đối với kính chính là D bằng vô cùng. Tiếp theo, ảnh rơi ở CV, tức là khoảng cách từ ảnh đến kính chính bằng là trừ OCV, có dấu trừ bởi vì đây là ảnh ảo, và bằng trừ OCV bởi vì ta đeo kính sát với mắt. Như vậy ta có công thức như sau: 1 trên F kính bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy, với D bằng vô cùng và D phẩy bằng trừ OCV, đây là ảnh ảo. Như vậy thay vào ta có 1 trên vô cùng cộng với 1 trên trừ OCV, các em rút ra được là 1 trên vô cùng bằng 0. Như vậy F kính chính bằng là trừ OCV, mà OCV bằng 50 cm, như vậy F kính sẽ bằng là trừ 0,5m. Khi đã biết F kính, các em thu ra được độ tụ của kính này bằng 1 trên F kính. Các em chú ý rằng là khi tính độ tụ thì F kính phải ở đơn vị mét, như vậy độ tụ sẽ bằng trừ 2 diop. Điều này thì khá là thú vị khi các em áp dụng vào thực tế. Ví dụ như bạn nào bị cận
và đeo một cái kính là 2 diop chẳng hạn, thì bạn đó có thể suy ra được ngay cái khoảng cách xấp xỉ xa nhất mắt bạn đó có thể nhìn thấy một vật, đó chính bằng cách các em lấy một chia cho cái số diop đó thì các em ra được là 0,5 mét chẳng hạn, chính là khoảng cách đặt vật xa nhất mắt bạn đó không đeo kính có thể nhìn thấy được. Câu hỏi C, khi đeo kính thì điểm gần nhất của mắt nhìn thấy được là bao nhiêu? À, như vậy là khi đeo kính thì điểm cực cận mà chúng ta có thể nhìn thấy được thay đổi và chúng ta cần phải tìm vị trí đó. Thì muốn tìm vị trí đó hoàn toàn tương tự như câu B, các em cần phải viết được sơ đồ tạo ảnh. Thì đầu tiên ta có rằng là giả sử chúng ta có một điểm C'C mới thì vật đang đặt ở đó thì sẽ qua kính, trước tiên là qua kính, sau đó sẽ rơi ảnh ở đúng điểm CC để từ điểm CC đó mắt ta có thể nhìn thấy được vì nó rơi đúng điểm vàng. À, như vậy với sơ đồ tạo ảnh của thứ nhất phần kính, ta có được vật ở C'C tức là D bằng ô C'C qua F kính thì rơi vào ảnh, ảnh thu được chính là ảnh ảo D phẩy bằng trừ ô CC và chính bằng trừ 10 cm. Như vậy áp dụng công thức cầu kính với F kính các em đã biết D phẩy bằng trừ 10 cm và các em sẽ tính được D mới bằng là khoảng 12,5 cm. Như vậy là ban đầu khi không đeo kính thì người này nhìn thấy vật gần nhất là khoảng 10 cm. Nhưng sau khi đeo kính có độ tụ là bằng trừ 2 diop thì người này sẽ nhìn thấy vật gần nhất là 12,5 cm. Bài tập tiếp theo, bài số 10. Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 diop. Câu hỏi là xác định điểm cực cận, điểm cực viễn. Thì các em chú ý rằng là mắt này là mắt bình thường khi về già. À, như vậy là người này chỉ bị tật về mắt lão, cực viễn của mắt người này vẫn bằng vô cùng. Khi không điều tiết thì vật đặt ở vô cùng mắt người này vẫn nhìn thấy được với cái tiêu cự của mắt lúc này là F mắt. Thì khi đó ta có D min bằng 1 trên F mắt với D là độ tụ và bằng 1 trên OCV cộng 1 trên OV. Tương tự như vậy ta sẽ xét trường hợp là khi mắt điều tiết tối đa là vật đang ở CC điểm cực cận thì qua mắt thì rơi vào điểm vàng. Tương tự như vậy ta có được là công thức thấu kính là 1 trên F min bằng 1 trên OCC là chính là vị trí của vật, 1 trên OV, cả hai cùng là 1 trên OV tức là bởi vì là ảnh đều phải rơi vào điểm vàng. Khi biết D min và D max các em thực hiện phép trừ sẽ ra được 1 diop và biểu thức của D max trừ D min chính bằng là 1 trên OCC trừ 1 trên OCV. Với OCV của mắt bình thường là vô cùng. Như vậy ta có 1 trên vô cùng bằng 0. Tóm lại ta có delta D chính bằng là 1 trên OCC và bằng 1. Từ việc đó ta có OCC bằng 1 chia 1 và đơn vị là 1 mét. Tiếp theo là tìm tiêu cự của kính đeo để quan sát vật cách mắt 25 cm khi mắt không điều tiết. Tương tự như vậy, muốn làm được các dạng bài tập này thì các em cần phải vẽ được sơ đồ tạo ảnh. Thì ở đây vật là cách mắt 25 cm. Như vậy ta có là trước tiên là ta phải có một vật ở M là cách mắt 25 cm, tức là sẽ là cách cái kính là 25 trừ 2 là 23 cm. Và thu được một ảnh, ảnh ở đó là khi vào điểm là không điều tiết, tức là ảnh sẽ rơi vào điểm CV. Bởi vì khi ta mắt ta nhìn ở điểm CV là khi mắt ta không điều tiết. Như vậy ảnh ở đây là ảnh ảo mà rơi ở CV, tức là D phẩy sẽ bằng là trừ ô phẩy CV với ô phẩy là tiêu cự của kính. Thì các em chú ý rằng là ô CV bằng vô cực. Như vậy ô phẩy CV cũng bằng vô cực bởi vì chúng chỉ cách nhau 2 cm, chúng đều là số rất lớn. Từ đó, mắt ta sẽ nhìn thấy được và rơi vào điểm vàng. Thì chúng ta chỉ cần áp dụng công thức thấu kính cho phần trước đối với kính. Thì 1 trên F kính chính bằng 1 chia cho OM cộng 1 trên OCV với 1 trên OM chính là 1 trên 23. Và OCV ở đây chính bằng là vô cực. Thì các em phải đổi đơn vị 23 sau khi các em tính được F kính bằng là 23 cm thì các em đổi thành mét. Sau đó chúng ta sẽ lấy nghịch đảo và thu ra được D kính bằng là 4,35 diop. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em thành công.